Khoan, trước khi bắt đầu video này thì mình có một thông báo quan trọng, đó là Co68 TV đang tổ chức cuộc thi Trader Kể Chuyện. Trong cuộc thi này thì các bạn có thể chia sẻ hành trình và kinh nghiệm của mình trong thị trường crypto, cũng như là nhận được giải thưởng lên đến 1.500 đô lận đó. Vậy thì chi tiết cuộc thi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cũng như là pin comment của video này. Các bạn nhớ đón xem và theo dõi cuộc thi nha. Thank you. Rồi, tiếp đến phần 5, mình muốn nói là sự thật và cảm bẫy trong trading. Thì cái này nó tương tự phần 1 thôi, nhưng mà nó sẽ mở rộng thêm một chút xíu, bởi vì mình đang thấy là ở ngoài kia nó vẫn rất là nhiều người ta bị lừa, bị kiểu như người ta không có hiểu rằng là không có hiểu bản chất của vấn đề. Đầu tiên thì sự thật đầu tiên là không có phương pháp nào để bảo đảm cho bạn tỷ lệ 100% cả. Bởi vì sao? Không ai dự đoán được tương lai cả. Đúng không ạ? Bất kỳ ai nói rằng tôi có phương pháp này để trade, để đầu tư luôn thắng 100% thì đều là xạo hết. Mình dám khẳng định như vậy. Bởi vì chúng ta nói về phân tích kỹ thuật. Phân tích kỹ thuật là chúng ta, bản chất chúng ta đang dựa trên những cái yếu tố trong quá khứ để chúng ta dự đoán, chúng ta nhận định giá nó đi trong tương lai. Thì những cái những cái yếu tố trong quá khứ nó không thể nào nó chính xác 100% được. Bởi vì sao? Bởi vì có những cái yếu tố nó đến từ tương lai mà chúng ta không thể nào chúng ta ngờ đến được. Mình ví dụ như BTC đang giảm, nhưng mà tự nhiên người ta ra một cái tin đó là Tesla mua 1 tỷ đô Bitcoin, thì cái đó làm sao mà có phương pháp phân tích kỹ thuật này đoán được, đúng không? Cái đó là những cái yếu tố khác nó tác động đến, ví dụ vậy. Và thậm chí là cho dù không có tin tức nào đi, cho dù cái phương pháp của bạn nó có chuẩn đến cỡ nào đi, thì không, mình không rõ cái tỷ lệ win nó cao cỡ nào đi, nhưng mà bản chất khi mà chúng ta vào một cái lệnh trade ấy, thì bản chất chúng ta chỉ đang là đặt cược thôi. Đặt cược giữa việc là phe mua bán, phe mua thắng nếu mà chúng ta đang long, hoặc là phe short thắng, phe bán thắng nếu mà chúng ta đang short, đúng không ạ? Thì cho dù cái tỷ lệ win nó có cao đi cỡ nào đi nữa thì chúng ta vẫn có cơ hội thua, đúng không? Bởi vì chúng ta vẫn đang đặt cược thôi, mà chúng ta chỉ khác những cái ông mà cờ bạc là chúng ta đặt cược theo cái phương pháp đúng mà chúng ta đã đề ra và chúng ta quản lý vốn, chứ đúng không? Chúng ta không an ninh và chúng ta có stop không? Đấy, chúng ta cần phải hiểu như vậy. Và thị trường nó luôn luôn biến động, do đó không ai có thể đảm bảo được ngày mai tôi nói được là BTC tăng hay giảm, Bitcoin tăng hay giảm, hay đồng coin nào tăng hay giảm cả. Cái đó là không ai nói được đâu. Và đó không phải là chìa khóa của cái việc thành công trong trade. Đó, nhiều người ta lập tưởng là tôi phải đi học ông A, ông B, ông C, tôi phải đi học khóa A, khóa B, khóa C để tôi có được một cái phương pháp trade 100% win. Đó, người ta tin rằng là chỉ có một cái phương pháp trade nào đó, một cái chỉ báo thần thánh nào đó do một ai đó nghĩ ra thì mới mang lại cái tỷ lệ win là 100%. Và đó là chìa khóa của trade thành công. Nhưng mà mình xin khẳng định luôn là không có. Và chìa khóa của thành công trong trading không phải là ở tỷ lệ win 100%. Mình chỉ cần win 50% mình vẫn có lời, thậm chí 30%, ở tùy phương pháp ha. Thì chút nữa chúng ta sẽ nói thêm một chút. Rồi cái thứ hai là cái phát triển của ý một, đó là nếu phải bỏ tiền học vậy thì bạn hãy đảm bảo bạn học đúng. Tức là sao? Bạn cần phải xác định được là cái người mà mình theo học, hoặc là cái khóa mình học, hay cuốn sách mình học viết từ những người mà người ta đúng là người ta kiếm sống bằng nghề chơi, chứ không phải là kiếm sống bằng nghề dạy học. Hai cái đó khác nhau, đúng không ạ? Chúng ta cần phải yêu cầu người ta show được cái history trading của người ta, cái lịch sử trade, ít nhất là trong vòng 6 tháng, chứ không phải là trong vòng vài ngày. Vài ngày thì lời lỗ hên xui. Cái đó như mình nói, chúng ta cần phải biết được cái phương pháp đó nó hoạt động trong hiệu quả trong thời gian dài, và thông thường ít nhất là phải 6 tháng, 3 đến 6 tháng tùy thị trường. Đối với mình là phải có cái đó mình mới chấp nhận mình đi học đó. Khi đó thì giả sử cái kết quả đó là đúng và cái người đó đúng là người ta kiếm sống bằng nghề trading đó, thì cái học phí nó cao mình cũng có thể chấp nhận. Ok. Thứ ba đó là đừng tin vào bất kỳ cá nhân hay là nhóm nào mà 100% cả. Bởi vì mỗi người một vị thế khác nhau. Đấy.
Khi mà mình vào một cái lệnh, ví dụ như mình sâu tài khoản của mình là 1.000 đô, mình vào một cái lệnh 500 đô, các bạn cứ kể mình đi. Không phải là cái lệnh đó mình win rate cao hay là tỷ lệ win, mình tin rằng cái lệnh đó chắc chắn thắng đâu. Đơn giản là bởi vì cái vốn của mình cắt ra ngoài nó đã quá nhiều rồi, có nhiều kết quả lý vốn, đúng không ạ? Có người ta nạp 10.000 vào và người ta trade một lệnh 500, nhưng có người ta để 10.000 bên ngoài, người ta chia làm 10 phần, người ta nạp 1.000 vào và người ta trade một lệnh 500, còn 10.000 kia người ta vẫn để người ta làm việc khác, bởi vì có những cái tác vụ khác ở trong crypto nó có thể mang lại lợi nhuận đó, chứ người ta không muốn là bây giờ bỏ 10.000 vào để làm gì cả đó. Cho nên là các bạn phải hiểu rằng mỗi người một vị thế và một hoàn cảnh khác nhau, do đó và một thậm chí là một cái nhận định khác nhau nữa, có thể là chính lúc mình đúng nhưng mà một lúc mình sai thôi, mà bạn vào cái lệnh sai đi là bạn mất tất cả đó. Cho nên là đừng tin vào bất kỳ ai hay bất kỳ cá nhân nào hết đó. Đừng tin ở đây không phải mang ý nghĩa tiêu cực nhá. Ý mình đây là trong mọi cái nhận định thì bạn cần phải gọi là tham khảo thôi, chúng ta cần phải có cái góc nhìn cá nhân thì như vậy chúng ta mới tiến bộ được. Và cái cuối cùng nhắc lại, trading không phải là nghề làm giàu nhé. Ok. Rồi, cái điều thứ 6 là ok, nếu mà tôi muốn tìm cái nguồn kiến thức thì tôi tìm ở đâu? Như ông nói là cần phải có kiến thức đúng không? Thì tôi muốn tìm ở đâu? Thì mình sẽ giới thiệu những nguồn miễn phí thôi nhá. Các bạn có thể lên coi số 8. Ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn đây. Đây là cái chủ đề lớp giao dịch 101 trên coi số 8. Và mọi bài viết này đều được chia sẻ một cách miễn phí hoàn toàn bởi đội ngũ admin. Các bạn có thể đọc, học và thậm chí là trao đổi lại ở trong cái group là Stam Trading, hoặc là trao đổi lại bằng cách là comment ở ngay trên bài viết. Đây có rất là nhiều bài viết mà mình nghĩ rằng một trader mới bắt đầu là chỉ cần như vậy thôi là bạn đã bắt đầu trade được rồi, chứ không cần phải mất thêm cái tiền học phí nào cả. Thì mọi cái này đều được chia sẻ miễn phí ở trên Coin 8 và Coin 8 TV. Có thể sắp tới trong thời gian tới mình sẽ cố gắng mình chia sẻ thêm nhiều cái clip về trading ở trên Coin 8 TV. Cái nguồn thứ hai đó là Trader Việt. Trader Việt thì Trader Việt là một cái forum lớn nhất về trading. Ở đây này thì không chỉ có crypto đâu mà còn có về forex, về vàng, về chứng khoán nữa. Các bạn có thể lên đây đăng ký tài khoản vào phần lớp học và sau đó chúng ta học những cái kiến thức này hoàn toàn miễn phí nhưng rất là chất lượng, bởi vì đây là đa phần là những cái kiến thức được viết bởi đội ngũ admin rất là lâu năm ở trên Trader Việt rồi đó. Các cái nguồn khác ví dụ như là Margin ATM cũng là một cái blog về trade và về đầu tư crypto rất là nổi tiếng ha. Rồi cái điều thứ bảy là mình muốn chia sẻ một chút về cái tips để mà chiến thắng trong trading. Đầu tiên như mình nói là phải có đủ kiến thức, cần phải biết test liên tục, tức là cần phải kiểm tra cái chiến thuật của mình liên tục và luôn luôn nhớ về quản lý vốn ha. Cái điều thứ hai đó là phải thực chiến đó, cho dù chúng ta học có học đằng trời nhưng mà thị trường thì các bạn biết đó, nó không bao giờ đi như sách giáo khoa cả, đúng không ạ? Có những cái lúc mà chúng ta sẽ rất là khó chịu bởi vì không hiểu tại sao nó lại đi như vậy, trong khi rõ ràng sách dạy là sau cái nến này nó phải tăng chẳng hạn. Thì cái đó là đòi hỏi chúng ta cần phải có thêm một cái kinh nghiệm thực chiến, và thực tế ra nó rất là logic chứ nó không có hề sai đâu đó. Các bạn cứ thực chiến nhiều, cứ trải nghiệm nhiều, sẵn sàng sai, tức là stop loss ấy. Stop loss không có hề gì xấu ha, sẵn sàng stop loss và sửa và tiếp tục. Và mình nói thêm một ý nữa là chỉ khi stop loss thì chúng ta mới còn cơ hội để chúng ta tiếp tục, chứ chúng ta mà bỏ cái stop loss ấy, thì chúng ta cháy tài khoản, mà cháy tài khoản thì không còn cơ hội nữa để tiếp tục. Cho nên hãy nhớ cái thứ chú stop loss và stop loss nha. Rồi có tỷ lệ risk reward đúng. Đây mình sẽ nói rõ hơn một chút. Risk reward hay còn biết đến tỷ lệ người ta biết tắt là RR hay chữ RR, là tỷ lệ ví dụ như là khi vào cái lệnh trên này, khi mình vào entry là 5 chẳng hạn, take profit của mình là 10 và stop loss của mình là 4, thì khi đó tỷ lệ risk reward của mình nếu mất thì mình mất 20%, còn nếu được thì mình được 100%, thì cái 20% trên 50% đó là 1/5, khi đó tỷ lệ RR của mình là 1/5, đúng không ạ? Thì tại sao tỷ lệ RR này nó lại quan trọng? Như mình đã nói, không ai đúng được 100%, do đó chúng ta cần phải có một tỷ lệ RR đúng. RR đúng có nghĩa là nếu tôi đặt cược vào cái lệnh trade này
mất thì tôi mất bao nhiêu và được thì tôi được bao nhiêu. Điều đó nó quan trọng nhất là điều đó, đúng không ạ? Cũng giống như khi bạn đầu tư vào những cái dự án hidden gem đi, không ai biết chắc được rằng dự án này sẽ x10 x100 trong tương lai hết, hay là chia 10 chia 100 hết á. Nhưng mà chúng ta quản lý vốn tốt, chúng ta vào 10 dự án, chỉ cần 2 dự án x10 thôi là chúng ta đã lời gấp đôi số vốn ban đầu đã ra rồi, đúng không ạ? Đó chính là tỷ lệ risk and reward đó. Và chúng ta khác cờ bạc ở một chỗ, đó là khi mà chúng ta đặt cược thì chúng ta biết rằng mất thì chúng ta mất bao nhiêu và được chúng ta được bao nhiêu. Và chỉ cần 10 lệnh trade đi, và chỉ cần win 50% thôi, nhưng mà tỷ lệ RR của bạn nó lớn hơn 1/2 thì khi đó bạn đã có lời rồi. Thậm chí nó là 1/2 thì bạn cũng đã lời rồi, đúng không ạ? Do đó là hãy xác định một tỷ lệ RR đúng và hãy biết nếu mất thì mất bao nhiêu và được bao nhiêu, thay vì cố gắng đi tìm một cái phương pháp nào đó win lên 100% ha. Cái thứ tư là kiên nhẫn. Kiên nhẫn ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải kiên nhẫn đợi thị trường nó rõ ràng xu hướng, chúng ta biết được rằng phe mua đang chiếm lợi thế hay phe bán đang chiếm lợi thế, khi đó chúng ta mới có được cái quyết định là chúng ta đi theo thế nào. Sau khi kiên nhẫn xác định được xu hướng thì chúng ta phải kiên nhẫn đợi giá về đúng cái vùng vào lệnh chúng ta mới vào, theo cái phương pháp của bạn ha. Về đúng vùng vào lệnh là chúng ta phải kiên nhẫn đợi xem là cái vùng đó nó có hiệu lực hay không, đúng không? Có những cái cây nến hay những cái mô hình nào xác nhận không? Bởi vì hỗ trợ là một cái vùng để mua, nhưng mà hỗ trợ cũng có thể bị thủng, đúng không ạ? Không ai biết chắc được điều gì, cho nên chúng ta cần phải kiên nhẫn. Thậm chí sau khi vào lệnh ha, chúng ta cũng cần phải kiên nhẫn để đợi giá nó, một là hit stop loss. Còn như mình hay trêu bên em là nếu không hit stop loss thì chắc chắn là TP. Thế thôi, trade nó chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng mà phải kiên nhẫn. Và cái cuối cùng là phải biết đủ. Biết đủ ở đây là không đừng nên tham lam quá, đúng không ạ? Khi mà chúng ta có lợi nhuận thì hãy nhớ rằng cash out ra, bởi vì tiền về túi mới là tiền của mình. Chứ còn tiền để ở trên sàn thì chỉ cần một lúc nào đó chúng ta nóng máu lên, chúng ta cay cú và chúng ta muốn ăn thua đủ với thị trường thì có thể chúng ta trả lại cho sàn bất cứ lúc nào. Cho nên là hãy biết đủ. Đó là toàn bộ những cái điều mà mình muốn nói về cái kinh nghiệm và những cái điều mà một cái người mới người ta cần nên hiểu rõ trước khi theo đuổi trading lâu dài. Và hy vọng cái clip này nó hữu ích đối với tất cả các bạn, và đừng quên là follow Constant TV để nhận thêm nhiều cái clip khác về trade, về đầu tư crypto, cũng như là các cái nhận định về những cái dự án tiềm năng trong tương lai. Ok, cảm ơn tất cả mọi người.